thoát ra khỏi hình tượng bình hoa di động thường thấy trong các bộ phim trước đây, Megan Fox đã được giao vị trí quan trọng trong hàng ngũ biệt đội đánh thuê. Dù vẫn tỏa sáng nhờ nhan sắc và body nóng bỏng, diễn xuất của Bombshell chưa thể làm người xem hài lòng. Nổi lên từ vai diễn nóng bỏng thuộc chuỗi phim bom tấn Transformer, sự nghiệp của Megan Fox từ đó luôn gắn liền với hình tượng Bombshell, bình hoa di động. Dù vẫn đều đặn đóng phim trong những năm qua nhưng khả năng diễn xuất của người đẹp chưa bao giờ được đánh giá cao. Trở lại sau lùm xùm tan hợp với bạn trai rapper Machine Gun Kelly nửa đầu năm nay, Megan Fox gây tò mò cho khán giả khi xuất hiện trong hàng ngũ biệt đội đánh thuê với tạo hình chinh chiến như một lính đánh thuê thực thụ. Sự xuất hiện của Megan Fox chính là làn gió mới mà biệt đội đánh thuê đem đến sau một thập kỷ vắng bóng. Song bộ đôi Sylvester Stallone Jason Statham cùng đường cong quyến rũ Megan Fox liệu có thể hồi sinh thương hiệu phim tưởng chừng đã chìm vào quên lãng. Trong phần này, nội dung tập trung chủ yếu vào chàng hói Lee Christmas, Jason Statham. Tuy nhiên anh lại không còn nằm trong biệt đội đánh thuê nữa mà thay vào đó, người cầm trịch biệt đội đánh thuê lần này là tân binh Gina, Megan Fox, cũng là tình nhân của Lee. Mối quan hệ của Lee Christmas và Gina tạo được hứng thú cho người xem, tuy nhiên đó cũng là điểm nhấn duy nhất trong một tổng thể chắt vá, nhạt nhòa. Vì quá xoáy sâu vào kép chính mà dàn kép phụ, gồm dàn lính đánh thuê cũ và mới đều không có đất diễn đáng kể, chủ yếu đảm nhận nhiệm vụ gây cười. Các pha hành động trong biệt đội đánh thuê 4 không được chăm chút về mặt võ thuật. Các nhân vật trong phim chủ yếu sử dụng súng và bom đạn để tạo cảnh cháy nổ, tăng độ hoành tráng. Thế nhưng phim lại mắc quá nhiều lỗi kỹ xảo, nhiều phân cảnh giả chân có thể dễ dàng phát hiện ra. Phim vẫn có một số khoảnh khắc hài hước khiến người xem phì cười nhưng nhìn chung sự giao tiếp giữa các nhân vật vẫn còn khiên cưỡng. Chủ yếu vì dàn diễn viên trong phim hầu hết là tay ngang hoặc chỉ chuyên mảng hành động, không mạnh về diễn xuất, biểu đạt. Xem biệt đội đánh thuê 4 cảm giác như đang xem lại một bộ phim hành động hạng B của thập kỷ trước với mô típ, một biệt đội hầm hố, được trang bị súng ống đầy đủ, đi làm nhiệm vụ ngăn chặn âm mưu khơi mào chiến tranh thế giới thứ 3 của phe phản diện. Mô típ cũ kỹ này vốn đã bị làn sóng phim siêu anh hùng cuốn trôi từ 10 năm trước. Ở lần trở lại này, đặt trong bối cảnh quan điểm thời đại và gu thưởng thức của khán giả đã thay đổi hoàn toàn, biệt đội đánh thuê 4 bỗng trở nên lạc quẻ, ngây ngô, thậm chí là lố bịch hơn bao giờ hết. Sự xuất hiện của Megan Fox tạo hiệu ứng bắt mắt, thu hút sự tò mò của khán giả song màn thể hiện diễn xuất của cô vẫn mờ nhạt như thường lệ. Mối quan hệ giữa nhân vật Gina và Lee Christmas thoạt nhìn có vẻ hấp dẫn nhưng kỳ thực lại quá nhạt nhòa, không hề có phản ứng hóa học. Trong vai trò thủ lĩnh của biệt đội đánh thuê, Gina cũng không cho thấy khả năng lãnh đạo hay bất cứ một tố chất nào vượt trội. Thậm chí chính Lee Christmas mới là người gánh tim thay cho cô. Xét cho cùng, Gina vẫn chỉ là một vai diễn, bình hoa di động khác của Megan Fox. Trong ngày đầu tiên ra rạp, biệt đội đánh thuê 4 đang bị đánh giá rất thấp từ cả giới phê bình lẫn khán giả đại chúng. 5,1 điểm IMDb, 14% cà chua thối trên Rotten Tomato đều là những mốc điểm thấp, báo động trên các chuyên trang chấm điểm phim. Các nhà phê bình không tiếc lời chê bai biệt đội đánh thuê 4 một cách nặng nề. Một ký giả của trang Cinema Blend đăng dòng tweet thẳng thừng nhận định, X-Men 4 bổ chính là minh chứng cho loạt phim lỗi thời mà nay đã chạm đến đáy. Trong khi đó Adriano Caporuso của trang bài Sidebreak nhận xét, kịch bản ngờ nghịch, lỗi thời, khâu hài hước qua loa cùng màn thể hiện nhạt nhòa của Jason Statham đã tạo nên phần phim yếu kém nhất trong cả loạt phim. Một trải nghiệm đáng để quên ngay khi bước ra khỏi rạp. Cây bút này nhấn mạnh thêm, điểm mạnh của loạt phim biệt đội đánh thuê là ngôi sao tầm cỡ và khiếu hài hước độc đáo này đã không còn xuất hiện trong phần 4. Phải chăng Sylvester Stallone đã định hướng sai cho thương hiệu này? Dẫu bị chê bai kịch liệt, nhưng ở thời điểm hiện tại biệt đội đánh thuê 4 không phải gặp đối thủ, cùng hạng cân, tránh trường hợp phải cạnh tranh. Việc căn thời điểm ra rạp hợp đã giúp cho phim vẫn có khả năng sinh lời dù chất lượng tệ hại. Trên hết, thương hiệu biệt đội đánh thuê vẫn có một chút sức hút nhất định nhờ thành công của 3 phần phim trước và cũng là dịp để khán giả gặp lại các diễn viên hành động nổi tiếng như Jason Statham, Sylvester Stallone và Tony Jaa với khả năng chiến đấu hấp dẫn trên màn ảnh.